Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trên kênh YouTube của Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ vừa qua. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Chiều ngày 27 tháng 5, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Thế Hùng đã ký tờ trình gửi Bộ Công an, đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất đối với Trung tá Phan Trần Anh Phương, cán bộ trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ. Theo đó, vào lúc 11 giờ 25 phút trưa ngày 27 tháng 5, tổ công tác của trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa gồm 3 cán bộ do Trung tá Lê Hữu Tuấn điều hành, đến km 1413-300 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa để kiểm soát giao thông. Phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy từ hướng bắc vào với dấu hiệu vi phạm tốc độ, Trung tá Phan Trần Anh Phương chuẩn bị ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe nhưng người điều khiển không làm chủ tốc độ. Lách tránh một xe chạy cùng chiều phía trước nên xe máy của đối tượng chuyển hướng, tông trực diện vào Trung tá Phan Trần Anh Phương. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, nhưng do chấn thương sọ não và dập lồng ngực nên đến 14 giờ 30 chiều cùng ngày, Trung tá Phan Trần Anh Phương đã chút hơi thở cuối cùng. Trung tá Phan Trần Anh Phương, quê ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, sau 6 tháng là học viên trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an thành phố Cần Thơ, tháng 9/2003 anh nhận công tác tại đội dẫn đoàn của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa và đã phấn đấu thi đậu vào trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, anh trở về Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa và đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác từ đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ cho đến tuần tra kiểm soát giao thông. Đầu tháng 5 2024, Trung tá Phan Trần Anh Phương được điều chuyển từ đội cảnh sát giao thông đường bộ về trạm cảnh sát giao thông Ninh Hòa, được gần tròn một tháng thì hy sinh trong khi đang thực thi nhiệm vụ. Được biết, bố mẹ Trung tá Phan Trần Anh Phương là công chức nhà nước đã nghỉ hưu, vợ của anh, Thiếu tá Đặng Lê Lệ Hằng, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an tỉnh Khánh Hòa. Bố vợ của anh là cán bộ công an hưu trí, em vợ cũng đang công tác tại Công an tỉnh Khánh Hòa. Vợ chồng Trung tá Phan Trần Anh Phương có hai người con trai là cháu Phan Đăng Minh sinh năm 2009 và Phan Đăng Anh Minh sinh năm 2015 còn đang đi học. Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nêu trong tờ trình để kịp thời biểu dương ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ chiến sĩ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Công an tỉnh Khánh Hòa căn cứ luật thi đua khen thưởng, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và Thông tư số 04/2024/TT-BCA ngày 22/1/2024 của Bộ Công an quy định về công tác thi đua khen thưởng của lực lượng công an và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kính đề nghị Bộ Công an truy tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Trung tá Phan Trần Anh Phương. Trưởng trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa Trung tá Nguyễn Hiền Hoài Bảo cho biết, dù được phân công nhiệm vụ nào, Trung tá Phan Trần Anh Phương cũng luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với đồng đội, anh luôn hòa đồng gắn bó, tình đoàn kết thân thương. Anh ra đi đột ngột để lại cho gia đình và đồng đội niềm tiếc thương vô hạn. Công an tỉnh Khánh Hòa cùng đồng đội chia sẻ nỗi đau thương với gia đình Trung tá Phan Trần Anh Phương. Lễ truy điệu Trung tá Phan Trần Anh Phương sẽ được tổ chức vào 6 giờ 30 phút sáng 30 tháng 5. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang. Ngày 27 tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký quyết định số 1123/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho anh Hoàng Anh Tuấn, 21 tuổi, chú thôn Hạ Kỳ, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng và anh Đồng Văn Tuấn, 21 tuổi, chú thôn 3, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh đã có hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào ngày 24 tháng 5. Theo quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, mỗi cá nhân tặng bằng khen sẽ được thưởng số tiền 2,7 triệu đồng từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh Nam Định. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh, Nam Định, ông Phạm Trọng Duy cũng đã ký quyết định khen thưởng đối với anh Đồng Văn Tuấn, công dân có hộ khẩu trên địa bàn huyện vì có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính. Theo ông Duy, ngay khi xác định được nam thanh niên có hành động quả cảm trên là người địa phương, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh đã đến nhà anh Tuấn để thăm hỏi gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trực nói, ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh cũng thực hiện thăm hỏi, động viên anh Hoàng Văn Nguyện, 22 tuổi, cùng chú tại thôn 3, xã Trực Kha, huyện Trực Ninh, là người trọ cùng phòng với anh Tuấn và đi cùng anh Tuấn đến hiện trường, có tham gia trợ giúp chữa cháy dưới mặt đất. Trước đó, chiều 26 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gửi thư khen 4 cá nhân có hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Ngày 27 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Đồng Thành, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang làm hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với người đàn ông đã có hành động dũng cảm lao xuống sông Hiếu cứu một cháu bé bị đuối nước. Trước đó vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 5, anh Phạm Văn Phúc, 32 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Thành, thành phố Đông Hà đang quét sân, bất ngờ nghe thấy tiếng la hét ở phía bờ sông Hiếu gần nhà. Lập tức, anh Phúc chạy đến, thấy một cháu bé không may bị rơi xuống sông nên đã lao xuống dòng nước cứu cháu bé không may bị nạn đưa lên bờ để sơ cứu. Cháu bé sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Hiện nay sức khỏe đã ổn định. Ông Võ Ngọc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Thanh cho biết, cháu bé được anh Phúc cứu sống tên NTNI, 7 tuổi, trú tại khu phố 1, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà. Trước đó, khi cùng hai bạn khác chơi dọc bờ sông Hiếu, cháu Y 7 tuổi trên không may bị trượt chân rơi xuống sông. Dạng sáng ngày 28 tháng 5, xe tải chở quả mận mang biển kiểm soát Sơn La lưu thông trên đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đi Sapa, tỉnh lộ 155. Khi đi đến cầu bê tông km 7+680 thuộc địa phận thôn Tòng Sành 1, xã Tòng Sành, huyện Bát Sát đã bất ngờ mất lái, lao qua thành cầu, rơi xuống vực sâu khoảng 50m. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, ba người trên xe gồm Lương Văn Hạc, sinh năm 1991, thường trú tại bản Hè, xã Trường Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Lò Văn Thanh và một người tên Thịnh bị thương. Sau khi nhận được tin báo, các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Lào Cai đã có mặt kịp thời để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh, công an xã Tòng Sành, huyện Bát Sát, công an xã Trung Trải, thị xã Sapa tổ chức cứu nạn, sơ cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Hiện các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 27 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Đắc Phong, sinh năm 1979, trú thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 3 năm 2021, Phong ký hợp đồng thuê xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10 của một cơ sở trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ với giá 10 triệu đồng một tháng. Sau đó, Phong làm giả giấy đăng ký xe ô tô này rồi mang đi cầm đồ lấy 140 triệu đồng. Có tiền trong tay, Phong sử dụng cá nhân, chơi cờ bạc hết tiền rồi bỏ trốn. Ngày 21 tháng 5, sau thời gian truy tìm, đội điều tra tổng hợp công an quận Tây Hồ phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Qua nhiều ngày truy xét, cảnh sát bắt giữ Trần Đắc Phong và di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an quận Tây Hồ đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.